Dạ, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay là ngày mới, là ngày 27 tháng 10. Thì trước tiên em chúc cho tất cả các cô chú một ngày mới thật là vui và hạnh phúc. Thì hôm nay rất là nhiều câu chuyện, nói chung là chuyện của Hài Lê Tím, rồi chuyện của hai bàn thờ, và câu chuyện mà dính líu với Hồng Loan. Đó, Hồng Loan và Hậu Le Le. Câu chuyện này là rất là quan trọng về những cái gì em sẽ nói tiếp theo đây. Thì trước hết á, thì hôm nay là em nói về cái câu chuyện mà anh Hài Lê Tím là lên một cái show chậu. Thì cái show chậu này là để mà giao lưu với những người mà yêu thương, mà nói chung là fan của anh ta đó. Thì em không biết fan của anh này là ai mà nói là fan mà 800.000 một vé. Thì hồi nãy giờ em cũng theo dõi, nói chung là hôm nay là fan của anh Hài Lê Tím. Thì có rất nhiều giọng ca nổi tiếng trên cái xã hội này, là giọng ca mà nói chung là sủa không à, chứ không có hát. Đó, thì rất là nhiều giọng ca nổi tiếng nha cô chú. Đó, cũng mà trong cái đêm mà diễn mà giao lưu cùng với fan hâm mộ của Hài Lê Tím. Đó, thì cô chú cũng thấy rồi, có ai xem trên cái chương trình đó thì mọi người thấy những ca sĩ nổi tiếng như thế nào để đánh bóng lại cái tên tuổi. Nhưng mà hôm nay là em không có thấy hai bóng ở đâu hết, chắc hai bóng đi chỗ khác. Hai bóng với Hài Lê Tím thì nói chung là chắc cũng đang xảy ra những cái câu chuyện gì đó. Hôm nay là anh bóng anh đi hát chỗ khác mọi người. Đó, hát bên Hài Lê Tím thì không có tiền, nói chung là đi chỗ khác. Còn những ca sĩ mà tên tuổi nổi tiếng mà trong đêm biểu diễn mà cái show chậu của mà anh Lê Tím đó để mà khán giả yêu thương. Đó, thì em cũng nói cho mọi người biết từ người ca sĩ, nói chung là ca sĩ này á là xuất hiện thì một năm một lần. Hôm nay em giới thiệu trước tiên á là ca sĩ Quấn Bình Dương trong vai là ca cổ của người mà đứng đầu ở thành phố Nha Trang nha cô chú. Đấy, là một anh chàng ca sĩ, là cái này cũng nổi tiếng dữ lắm luôn. Thì nói chứ nổi tiếng là lên là nói chung là chửi thì nổi tiếng, chứ còn hát thì em chưa có thấy cho mọi người. Đó, thì ca sĩ đầu tiên đó là Quấn Bình Dương, đó là hợp fan. Còn ca sĩ thứ hai xuất hiện trên màn hình là ca sĩ Heo Hà Mã. Đó, Heo Hà Mã, cô chú biết Heo Hà Mã không? Đó, thì Heo Hà Mã cũng lên ca độ bài hai bài là cũng bỏ tiền ra ha, tặng cho guitar đồ này kia, đồ một thằng 2 triệu đồ này kia ha, cũng tiền cũng nhiều dữ lắm luôn á. Đó, thì nói chung là vậy cũng được, cũng tốt để mà phụ tiền cho anh Hài Lê Tím, chứ anh bên Mỹ anh về anh cũng khổ, anh khó khăn lắm mọi người. Bởi vậy bây giờ á em nói anh hoài anh cũng thấy anh em cũng tội nghiệp. Nói chung hôm nay anh cũng bớt nói lại rồi. Nhưng mà nói chung là mình không có mà triệt cái con đường của ai hết á, thì người ta im lặng á thì mình sẽ không nói. Cho nên là thấy hôm nay là cái show chậu của anh Hài Lê Tím vậy là cũng khá ổn ha anh hai. Ha, anh Hài Lê Tím ha, thì anh mướn tất cả các ca sĩ Heo Hà Mã nè, rồi Quấn Bình Dương nè, rồi tài xế xe nè, rồi anh guitar nè, rồi cái cô ca sĩ mới xuất hiện nữa là bán kẹo kéo của chú. Là ca sĩ gì mà lên chửi hôm nay đó, là tên gì tự nhiên em đang nói quên rồi mọi người. Đó, cũng lên song ca. Thì nói chung là vậy là cũng vui của chú. Nói chung là ai làm được cái show chậu nào mà cảm thấy có khán giả đông á thì mình vui. Nhưng mà hôm nay khán giả Lê Tím á là nói chung là đông, thấy cũng vui, mà đông hơn là hai bàn thờ nha cô chú. Với mà khán giả Lê Tím thì đông hơn hai bàn thờ với Ve Chúa. Thì cái ngày hát mà trên mà Đồng Dao á, đó là hát mà Quên Lời Quên Dịp gì đó. Nhưng mà hôm nay là anh Hài Lê Tím này đó thì cũng đóng một cái vai rất là xuất sắc. Nói chung là lên cũng hát những cái bài giống như là gì, bài cái bài gì là Cà Mau á, áo mới Cà Mau hay gì mọi người. Đó, thì cũng lên hát, nhưng mà anh Hài Lê Tím anh về anh sửa cái giọng anh lại đi, tại vì anh không có giọng, không có hơi gì hết á. Anh bây giờ anh hát mà anh không có tự tin gì hết, ngồi trên ghế không à, ta hát là phải đứng rồi múa nhảy rồi chứ, anh đứng có một bài bài sau anh ngồi luôn, anh hát không có nổi mọi người. Thấy anh cũng tội nghiệp thôi, nói chung là kệ thôi, em ủng hộ cho anh đi. Mọi người ủng hộ cho anh đến có tiền về Mỹ sớm. Giờ bắt đầu anh về Mỹ xong bắt đầu anh quay qua anh chữa Hồng Loan tiếp, với là chồng vợ chồng Linh Tí Bích Trâm chưa khỏe với Hài Lê Tím đâu nha. Đó, anh nói cho mình là vợ chồng Linh Tí với Bích Trâm nghe luôn là hai đứa chưa có khỏe với Hài Lê Tím đâu.
ở đây là còn nhịn đó, còn thiệp đó, về mễ đi giờ biết, về mễ đi rồi giờ nghe bắt đầu anh sửa tiếp đó. Nói chung là khán giả yêu thương vậy là cũng được, cũng mừng à, cũng được à, vài chục người cô chú, nói chung là tóm tắt lại cũng 3-4-50 người à, vậy cũng vui không có lỗ. Em mà sợ lỗ nữa là bắt đầu anh khổ nữa. Nói chung là thấy anh cũng tội nghiệp nên các cô chú cũng thông cảm à, à, những người mà người ta à, im lặng á, thì bây giờ cho họ qua đi ha. Thì ca sĩ xuất hiện trong cái đêm chương trình giao lưu à, cùng khán giả của hai Lê Tím à, trong đó có một là Huống Bình Dương, hai Heo Hà Mã, ba Lê Tím, bốn là à, tài xế, năm là một cái cô à, tên gì Mimi đó, rồi sáu là ca sĩ à, Nói Ngọng Nói Nghiệu đó. Toàn là ca sĩ nổi tiếng không, ca sĩ chưa từng thấy xuất hiện trên sân khấu đó, nhưng mà vậy cũng ổn à, còn hai bàn thờ với hai Lê Tím là không còn đội trợ chung nữa mọi người. Thì bây giờ là hai người chia tay nhau hay sao đó à, tại vì một cái câu nói của anh Hải Lê Tím đã làm cho anh hai bàn thờ là không còn tin tưởng với anh này nữa. Tại vì kêu nói là lên nói là hồi xưa giờ chú Năm lo lắng cho anh hai bàn thờ, mà anh Hải Lê Tím lại lên nói hồi xưa giờ chú Năm không có lo lắng gì hết đó, cho nên là nói ngược đó, thê về mà nói tầm bậy, cho nên là anh hai bóng thì có thể mà chia tay với Hải Lê Tím rồi. Đó, anh mong cô chú cũng mà bớt mà buồn bã về anh Hải Lê Tím đi ha. Thì bây giờ mình anh biết sai cái lỗi của anh rồi, thì bây giờ mình cầu chúc cho anh có tiền sớm sớm để anh đi về Mỹ đi à, anh sống cuộc đời của anh bên Mỹ đi, chứ còn về Việt Nam thấy anh tội nghiệp lắm. Nói chung mình thấy về mình cũng không lên mà nói nặng nói nhẹ tội nghiệp người ta mọi người, thiệt em sống có tâm có đức lắm, em không nói đâu. Nhưng mà thật sự ra thì Hải Lê Tím về nhanh nhanh đi về tới Mỹ đi, về khỏe bích trăm đi lên tí đó, em nói thiệt. Ở bệnh sủa còn hơn là bên đây là về đây giờ là đang dính tới à, pháp luật cũng đi lên trên rồi, cho nên là im hôm nay không có dám mà lên tiếng mọi người. Nói chung là thấy cũng tội nghiệp, thôi dáng cố gắng đi, vài bữa nữa về Mỹ đi nói cho đã, hiểu không? Còn hôm nay ca thì cũng dở ẹt à, này lên tiếng ơi, anh ca dở lắm. À, em nói thiệt không phải em nói mà anh khi dễ anh chê anh bay anh, nhưng mà anh hát không có hơi không có giọng. Như cái bài đó là mới vô sao ta, để coi cái bài nãy anh hát là bài gì nè à, gì Cà Mau á, về Cà Mau là thấy thương em nhiều, người ta kéo dài vậy còn anh nè à. Về Cà Mau là thấy thương em nhiều, cái anh bỏ micro xuống đó, thấy không, là anh sai rồi. Em không phải ca sĩ nhưng mà em hát còn hơn ảnh, thấy không? Ông mới Cà Mau vậy mọi người, cái gì à, nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối khơi bản đồ Việt Nam đó, người ta phải hát vậy mới đúng. Còn anh hát, nói chung là anh hát dở hơn em mà em không có làm show chậu được, tại vì em chưa có là ca sĩ cho nên không có làm show chậu được nha cô chú. Em thấy nãy giờ mà Hải Lê Tím với ca sĩ nổi tiếng không à, ca sĩ mà là chuyên mà lên YouTube để chữa lộn không chứ em chưa thấy ca sĩ nào mới xuất hiện. Trời đất ơi, nói thiệt ca sĩ gì mà chữa lộn trên YouTube không mà mấy ông nội ơi, ca sĩ gì kỳ vậy, đi lên mà gì kêu là à, đi lên là đánh bóng lại cái tên tuổi của hai bàn thờ, nhưng mà cuối cùng hai bàn thờ đâu có mọi người, đâu có đi, hậu lê lê không có cho đi ấy, cho nên là anh phải buồn bã lắm. Nói chung là cái ngày hôm nay mà hai bàn thờ không đến, hai bàn thờ cũng buồn của chút, tại vì cái giờ dù gì cũng là tình với nghĩa, hiểu không? Mình thê anh Hải Lê Tím gì đây thì bây giờ anh Hải anh làm một cái show chậu vậy của mình cũng tới giao lưu với khán giả đi, cho dù bây giờ không có tiền thì bây giờ có tình cảm đi, mình sống có tình cảm chút xíu đi, chứ bây giờ cái gì cũng tiền. Bây giờ mà cái tiền nó đánh đổi với cái nhân cách mọi người đó, mọi người thấy không? Bây giờ em sẽ nói cho anh Hải Lê Tím nghe để anh Hải Lê Tím hiểu nha mọi người. Hai bàn thờ bữa nay không lợi là hai bàn thờ chắc là dở. Tại vì sao? Cái đồng tiền nó khiến cho hai bàn thờ không đến, phải không cô chú? Hải Lê Tím là từ Mễ gì đây? Là vì ai? Vì hai bàn thờ mà xúc chuồng. Xúc chuồng đó, khỉ đột về Sài Gòn. Nhưng mà cuối cùng á là à, anh hai bàn thờ không đến là giống như coi thường Hải Lê Tím, đúng không mọi người? Đấy, đừng có gì đồng tiền bên kia mà đi hát bên kia mà bỏ bạn bè anh em ở bên đây, người ta lên tiếng ta bảo vệ bên vực mình, thấy chưa cô chú có thấy không? Để em nói cho nghe đó, kể cả Huống Bình Dương luôn, từ ở ngoài Nha Trang chạy vô luôn cũng tội nghiệp chứ, hai vợ chồng đi xe chạy vô tới đây luôn mà cuối cùng hai bàn thờ không tiếp đón đó. Mình phải nói nào cho đúng, không em không có bao giờ giật dây hay gì mọi người. Em nói thiệt, cô chú nhìn thử đi, phải đến để chi à, để chúc mừng à, những cái người mà fan yêu thương đó,
để biết là ai là fan của mình, phải không cô chú? Còn cái này khi dễ quá, khi dễ fan yêu thương của mình quá. Cho nên các bạn đừng bao giờ mà binh hai bàn thờ hay là hậu đê đê vậy. Quá coi thường những người đứng ra bảo vệ nha. Đấy, nói cho biết tự suy nghĩ, không cần mình phải mà các bạn lên nói, để mình tôi nói thôi, hiểu không? Các bạn khỏi cần nói, để tôi nói là bên kia cũng hiểu đó. Bây giờ mà hai bàn thờ đang có một cái show đó thì đi diễn đi hát bên kia, nhưng mà bỏ hài Lê Tím với những người fan yêu thương đấy, người ta yêu thương, người ta đứng lên, người ta bảo vệ, người ta binh vực hai bóng với hậu Lê Lê đấy, giống như Quấn Bình Dương, thấy buồn không? Buồn chưa Quấn Bình Dương đó, nhìn kỹ đi. Không phải là mình lên mình nói mình vực dây hay này kia, là mình nói để cho cậu biết nè, hiểu không? Chứ đừng bao giờ mà nói mà hai bàn thờ sống tốt, hai bàn thờ là sống dơ như cái con cầy, không bao giờ sống tốt. Em nói thiệt, những người sống như kiểu đó em không bao giờ tôn trọng đâu cô chú. Em nói thiệt, coi thường mình là mình không bao giờ tôn trọng những người đó, mình phát luôn thẳng người đó luôn, chỉ cần gì phải mà tôn trọng những người đó làm gì, thấy không? Đứng ra bảo vệ binh dân chi, cuối cùng mình một làm cái xô cái chậu thôi mà cũng không đến để mà chung vui chung cùng mình, quá khi dễ, đúng không cô chú? Quá khi dễ, quá xem thường Hài Lê Tím và tất cả anh em YouTube mà đứng lên mà để bảo vệ binh dân của hậu Lê Lê và hai bàn thờ đấy. Mình phải nhìn kỹ là coi em nói đúng hay không. Tuy là một cái xô chậu nhỏ này mà để mà khán giả yêu thương, để họp lại, để mà kiếm đường để chửi bên mà căn nhà số 5 thì cái này ai cũng biết nha cô chú. Đó, trong đó có em đó, thì bây giờ người phân công người lên người này, người lên người kia, còn em thì khỏi cần, một mình em căng hết mọi thứ đấy, một mình em là căng hết, khỏi cần phân công với em là khỏi cần phân công mọi người, riêng em là khỏi cần phân đó, em tự phân luôn. Hài Lê Tím, hậu Lê Lê, hai bàn thờ, nói chung là heo hà mã gì là khám tử cung em làm sạch hết. Em không có phân công phân ký hết á. Em thích làm ngộm nói thôi. Còn ai mà cảm thấy em nói mà sai thì cứ lên chửi em, không có sao đâu. Đấy, còn em không có giang hồ giang hán. Mọi người thấy không? Em có đâu có xâm mình đâu. Thấy không? Em đâu có giang hồ giang hán như cái anh mà ca sĩ Cà Lâm đâu. Mà lên xâm mình đeo mắt kiến giống như em nè, thách thức Lê Minh. Đồ này kia rồi cho ba ngày 30 đồ gặp mặt đồ làm chuyện ấy đồ này kia. Thấy không? Còn cô chú thấy em không? Một cái người rất là lương thiện, rất là bình thường đó, rất là đẹp trai, rất là phong độ, không bao giờ mà lên mạng xã hội mà nói cái câu là thách đố này kia, đâu phải xăm mình mà giống như ông kia đâu, xanh quá trời xăm mình luôn rồi ra nói này nói kia rồi mà thách đố người ta không à. Em không muốn thách đố mà em cũng không biết xăm mình là gì, thấy không? Đó. Em thấy cái drama Hồng Loan toàn là ca sĩ giang hồ, với mà ca sĩ mà ở đâu mà xuất hiện quá trời ca sĩ luôn mọi người. Ca sĩ cũng có nè, vừa giang hồ cũng có nè, vừa ca sĩ quay xe cũng có nè, đó, ca sĩ dơ cũng có nè, ca sĩ sạo lờ cũng có nè, tất cả toàn là ca sĩ dơ với ca sĩ sạo lờ ở đâu xuất hiện đấy. YouTube thì mình không nói, YouTube thì làm YouTube kiếm tiền giống như em thì em không nói, nhưng mà em nói về ca sĩ đấy. YouTube thì làm kiếm tiền có thể nói, càng nói nhiều thì càng có tiền nhiều để lo cho vợ con, nhưng mà đừng xúc phạm đến tôi là được, ok đấy, đừng bao giờ xúc phạm đến tôi. Đó, có nói tôi đụng được, có chửi lông võ lâm võ cũng được, này nói dốc nói xạo ok tuyệt vời, đừng bao giờ lôi cha mẹ ra nha, nói trước cho tất cả mà những YouTube mà gần nghe đấy. Còn mà đừng có thách đố giống như mà cái anh mà cái anh ca sĩ Cà Lâm, hiểu không? Ca sĩ bán kẹo kéo, ca sĩ Cà Lâm, đừng có thách đố người ta, xã hội này đừng thách đố, mình chưa chắc mình hơn ai đâu, mình đừng có lên tiếng mình thách đố hay là mình hâm dọa người ta, không có tốt đâu nha bạn. Đấy, nói cho Cà Lâm nghe luôn, chứ đừng bao giờ thách đố. Còn mà nếu mà cảm thấy được á, thì ngày 30 đến, chứ đừng có thách đố, tự mình đến luôn. Giờ mình muốn khiêu ai, mình quẹt ai thì mình cứ khiêu, chứ càng gì mà thách đố chỉ cho mệt. Mình đang nói về câu chuyện nó vui, hiểu không? Vui là với hình thức là hôm nay là có một cái cô thì cũng lên tiếng nói với Hồng Loan là bây giờ á, cái bộ răng là bao nhiêu, bên hậu Lê Lê đòi thì bây giờ là giá tiền bao nhiêu, cô hứa với con là cô sẽ bỏ tiền ra cô trả, là 1 tỷ trở lại cô sẽ trả cho con, ok cho mọi người. Một khán giả yêu thương Hồng Loan đấy, nằm tại Sài Gòn chứ không phải là bên Mỹ nha mọi người, không phải là bên Mỹ, tại vì bên Mỹ bây giờ là rất là sợ những người Việt Nam mà khi mà khám tử cung với mà cái thằng mà luật sư ngủ quên đấy là ăn chặn ăn bớt tiền từ thiện, cho nên bây giờ những người bên Mỹ họ muốn đầu tư về để giúp đỡ đồng bào, những cái người khó khăn, những hoàn cảnh mà khó khăn, cực khó khăn luôn mọi người. Nhưng mà họ cũng sợ, họ rất là sợ, tại vì khám tử cung là ăn những cái đồng tiền đó, cho nên họ rất là sợ, họ làm
khám tử cung với người đó là làm bôi nhọ những hình ảnh mà những người ta làm từ thiện công chính liên minh đó. Cho nên là bên Mỹ họ rất là sợ. Cho nên là cái hàm răng này thì cô tuyên bố là cô hứa cô sẽ tặng cho Hồng Loan, nhưng mà với hình thức là bao nhiêu tiền. Thì bên kia là hôm nay là đòi tới 800 triệu nha mọi người. Bên Hậu Le Le đòi tới 800 triệu cái bộ răng, nhưng mà bộ răng này là bộ răng tạm. Còn bây giờ nói tiếng đòi á, thì cô ơi, cô để 1 tỷ đó lại đi, hiểu không? Mai mốt cô đi mà cô ban hô những anh em mà những người mà YouTube á, mà bảo vệ Hồng Loan đó, giống như em này nè, với những người mà công chính liên minh á, thì cô để dành lại để cô mua quà, cô tặng cho tụi con, thì nó còn hay hơn, cái ý nghĩa hơn là cô trả tiền 1 tỷ đó cho Hậu Le Le nó ăn. Tại vì sao? Cái bộ răng này á là trả lại nha. Hồng Loan cũng đi đặt cái bộ răng khác rồi đấy, trả lại cho mà Hậu Le Le, để về Hậu Le Le có thể ngâm vô rượu á, để cho hai bàn thờ uống nha mọi người. Đấy, lấy bộ răng này và bộ răng của cái cô gái mà hồi xưa mà bị chồng ấy ở ngoài Bắc đấy, có tặng cho cô đó bộ răng 220 triệu, cổ nói là giá 220 triệu, cuối cùng cô cũng đổi, thì người ta cũng đem lại trả cho cô Hậu Le Le này rồi. Đấy là cô Hậu Le Le, mình nên nhớ một điều nha, tất cả các cô chú trên không gian mạng và tất cả người ở Sài Gòn hay là miền Tây hay là miền Trung, miền Bắc, miền Nam đấy, là miền gì cũng vô đây mà nghe em nói, sau này Hậu Le Le có hứa cho ai gì thì tốt nhất đừng bao giờ nhận nha mọi người. Tại vì mình không có nên lấy những cái đồ của những người mà hứa mà cho xong rồi đòi lại, hiểu không? Cho nên là cô chú mang quả. Tại vì sao? Người ta cho xong khi vui á thì họ không nói gì, mà khi mà lúc mà khi họ buồn á thì họ lại nói như thế này: trả đồ lại. Đấy, đẳng cấp không cô chú? Không có đẳng cấp. Cho nên là tốt nhất Hậu Le Le mà cho ai gì đừng bao giờ lấy. Nè, bây giờ mua cho hai bàn thờ đi, mua chiếc bích ba cho hai bàn thờ đi, rồi sau này giờ gây lộn đi, giờ khỏe mày lắm hai bàn thờ. Hậu Le Le đòi tới dòng họ luôn, tới dòng họ hai bàn thờ luôn. Nè thử đi, có sắm gì chưa, sắm cho cái hộp le chưa, hiểu không? Sắm cho hai bàn thờ đó, cái đó đó đấy, chứ nên sắm cho được cái gì. Trời đất ơi, nói tới Hậu Le Le là cái chữ le nó nằm trong đó, giờ le là le đó, biết không? Đưa cho hai bàn thờ, giờ sắm cho hai bàn thờ đó hộp kim cương, mà kim cương hộp sòn được không ạ? Giống mấy thằng hộp sòn kim cương quá, hiểu không? Nghĩ sao vậy trời? Giống mấy người hộp sòn kim cương quá. Cho kim cương á, thì kim cương giả, sợi dây chuyền kim cương mà mua ở đâu không? Chợ Bàn Cờ quận 3 á, mọi người, đem cho Hồng Loan. Vậy nói sau này em cho con cái em cũng được, em không xài thì em cho con cái em, hiểu không? Chị lúc nào cũng yêu thương em, giống mấy người yêu thương em quá. Bà xạo lờ vừa phải thôi bà Hậu Le Le. Trời đất ơi, nghĩ sao mà nói chị yêu thương em, sau này á là em cứ xài đi, em không thích xài thì em cứ thể cho con cái em mới xài. Rồi cuối cùng á, chưa được 39-40 ngày là xong rồi đó, trả ở đây mà không có đòi, kêu người khác đòi không à, không có đòi. Kêu người khác lên nói đòi giống như hai bàn thờ cũng không có đòi cái bàn thờ của chú Năm, cuối cùng muốn nhờ người khác lên đứng đòi cái bàn thờ, rồi cuối cùng Hồng Loan phải chuyển cho 10 triệu để về ăn giọng nuốt đóng tiền lời đó. Mà nghĩ nói sao mà nói Hồng Loan vô ơn với hai bàn thờ, nói hoài em nhắc hoài luôn, em nhắc mà đi nào mà mạt, nói chung là vô đường cùng thì thôi. À, sống có đạo đức có lương tâm không cô chú, mà nói là giúp đỡ Hồng Loan, chị lúc nào cũng yêu thương em, em ăn hiếp chị, em ai ăn hiếp em là chị sẽ giơ tay, hiểu không? Bây giờ toàn là thấy chị ăn hiếp em không à, chị muốn hại em không à, chị gì chị sao lời còn hơn chị sao lời, thiệt không có chị gì hết á. Hậu Le Le là cái cô mà nói chung là nói dốc lương lẹo làm mà không có nói thành có đấy. Em ít nào nói tới Hậu Le Le đó mọi người, nhưng mà hôm nay bức xúc vì cái bộ văn đó mà đòi người ta đó, mà còn nói 720 triệu, giờ nói tới 800 triệu, trả bộ văn luôn, nhưng mà với hình thức trả về là phải mà ngâm vụ nha. Còn cô chú nào bây giờ mà đi vô mà những cái chỗ mà Hậu Le Le mà làm răng á, mà làm thì có thể làm văn cũ không nha cô chú. Đấy, hôm văn người ta nè hôm văn không có làm nè, thấy không? Còn đẹp hơn bởi hàng nhân dân làm chưa nè, thấy chưa? Đó, hàm răng như vậy nè, gọi là hàm răng nè, đó, hàm răng vậy còn chưa tính được 100 triệu nữa, mà cái hàm răng nghĩ sao hàm răng thấy gớm mà 800 triệu, trời đất cơ, nghĩ sao vậy trời, ăn gì trên đầu cha người ta không mà trời, làm bộ răng mà tính ra 800 triệu mới ghê chứ, trời, nghĩ sao vậy, sao vậy Hậu Le Le, sao em ăn ít vậy, em ăn để em lấy tiền để em làm gì vậy, em cho hai bàn thờ trả nợ, phải không cô chú?
cho hai bàn thờ trả nợ. Thì dán đi, dán cố gắng làm đi để mà lo cho hai bàn thờ. Giờ một ngày rằng đây là em sẽ vì anh làm thơ tình ai đó, em sẽ theo anh kết thành lâu đài, mà không biết lâu đài mà ở đâu có hoàng hậu về ngôi sang quyền quý gì đó, trời đất ơi, lâu đài hai bàn thờ có lâu đài đâu, hậu le le hai bàn thờ là chỉ có mà chui vô núp lùm những người đàn bà kiếm tiền thôi đấy, hậu le le cho thì hai bàn thờ sẽ đi đó, về kiếm tiền về xây lâu đài tình ối, lâu đài tình ối hiểu không, để cho hai bàn thờ kiếm tiền để xây đó. Chứ làm được cái gì hai bàn thờ, nói chung là đem hai bàn thờ gì chỉ có một cái là quả chứ không có phúc, người ta nói là quả chứ không có phúc nha mọi người, đem hai bàn thờ về là chỉ có quả thôi, không có phúc đâu đấy. Phúc bao nhiêu á là nói chung là người khác hưởng hết rồi đó. Bây giờ hào hai bàn thờ đang trả báo trả cái nghiệp chứ hết phúc rồi, phúc của chú Năm để lại hưởng bao nhiêu đó thôi, hôm nay phải trả lại cho tao. Chú Năm nói hôm nay mày dám hại con gái của tao thì cuộc đời này mày sẽ tiêu tàn theo mây khói, sao từ bây giờ, từ từ bây giờ mày là một cái thằng vô danh, một cái thằng không có tên tuổi trên thương trường, mày nên nhớ một điều đi, mày dám hại con gái Hồng Loan của tao đó. Chú Năm về nói vậy mọi người đấy, nói cho hai bàn thờ, nhưng mà vậy còn chưa, hiểu không, chưa có ấy nữa, cái gì vậy trời đó, phải không cô chú đó, mà chưa có mà tỉnh, chưa có tỉnh ngủ nữa, hiểu không, còn bây giờ nè đang tìm cách hãm hại nữa, hãm hại kể cả mà hãm hại Hồng Ni nữa nè đấy. Hậu le le đang có một cái vấn đề rất là quan trọng nha cô chú, Hồng Ni cẩn thận quạ vào thân nữa đó Hồng Ni đó, bây giờ người ta đang tìm cách hại Hồng Ni đấy. Hồng Loan thì chưa đâu, Hồng Loan thì không có đó, người ta đứng lên người ta chửi bới Hồng Loan thôi chứ không có hại Hồng Loan, chửi thôi, ok chửi đi mình hưởng được cái phúc, nhưng mà đừng có núp lùm, đừng có núp lùm. Hồng Ni là đang bị kẻ xấu núp lùm để hãm hại Hồng Ni đó, mình phải cẩn thận, đừng bao giờ tin một người nào, với cả là những người mà đi thân cận bên mình, em nói cho mọi người biết và Hồng Ni nghe, nếu Hồng Ni có nghe thì đừng bao giờ tin những ai ngoài bản thân mình đấy, chứ đừng có đùa, có thể mà chuẩn bị là tới đó, tới cái chuyện mà quạ đấy chứ không có phúc đó. Hậu le le là chơi chơi ngầm thôi, hiểu không, không có da mặt, nhưng mà mượn gió bẻ măng đấy, hiểu không, người ta thường nói gì mượn gió bẻ măng. Đó, thì hôm nay em nói tiếp theo là ca sĩ Quyên Dỡm và cái cô mì xào củ tỏi, củ hành, củ ớt đó. Thì ca sĩ Quyên Vũ chính thức là Hồng Ni lên tiếng là quay xe 180 độ nha mọi người đó. Thì hôm nay em cũng nói một câu thôi thì ca sĩ Quyên Vũ là người nổi tiếng rồi đúng không cô chú, bây giờ hồi xưa giờ cũng không có lo lắng giúp đỡ gì Hồng Loan hết, nói thẳng là như vậy. Hồng Ni với Hồng Loan cũng đi chung xem như là anh em, cảm thấy là tình cảm thôi, là đi theo mà làm anh em, nói chung là kết nghĩa thôi cô chú. Giống như Hồng Ni, nói chung là Hồng Ni rất là quý mến ca sĩ Quyên Vũ và Hồng Loan luôn, nhưng mà hôm nay Quyên Vũ là một người anh nhưng mà sống như vậy thì nói chung là tốt nhất là em phiên mọi người và ca sĩ Quyên Vũ luôn, tốt nhất im lặng mà ra đi, đừng bao giờ lên tiếng mà chửi bới hay là lên nói những lời lẽ mà không hay với Hồng Ni với Hồng Loan đấy. Thì em nói cho tất cả mọi người luôn, đó là Quyên Vũ có thể im lặng và ra đi, giống như bà mì xào bả lên bả nói là Quyên Vũ có thể im lặng đi, thời gian nó sẽ không còn xuất phát từ những người mà lên bem ca sĩ Quyên Vũ. Duyên em thì em nói thôi, em chưa bem ca sĩ Quyên Vũ, nhưng mà thật sự là em nói cho anh ca sĩ Quyên Vũ biết luôn, mình sống mình là một cái người ca sĩ nổi tiếng thì mình làm cái gì mình cảm thấy con người mình đúng mà lương tâm mình không có cắn dứt thì mình làm, chứ mình đừng lên bao giờ mình lên nói xấu người ta khi mình chơi với họ, tại vì mình là một cái người nổi tiếng trên xã hội này chứ không phải là mình là một cái người mà như tôi thì tôi nói xấu người này người kia được, tại vì tôi không có nổi tiếng, tôi là một cái thằng mà chợ búa đầu đường xó chợ thì tôi nói được. Còn riêng ca sĩ Quyên Vũ là một cái người nổi tiếng ai cũng biết, nhưng mà sống như vậy á, nó là một cái người tiểu nhân chứ không phải là một cái người anh, một cái người tốt đẹp. Cho nên là em khuyên tất cả mọi người mà có ai quen hay là biết ca sĩ Quyên Vũ, tại vì em nhắn tin cho anh ca sĩ Quyên Vũ không trả lời,
cho nên là hôm nay em nói trên đây đó, thì tốt nhất dời đi và từ đây vì sao đừng bao giờ có những hành động mà sống như kiểu đó nữa. Mình cảm thấy mình quý ai thì mình chơi với người đó, thấy không? Mình đừng bao giờ mà nói xấu họ, nó không tốt với mình. Tại vì mình là một cái người nổi tiếng chứ không phải là mình một cái người mà đầu đường số chợ đâu. Mình nói cái gì mình nói, tại vì mình nổi tiếng là mình phải nói câu nào đúng chuẩn, không cần chỉnh đấy. Còn em thì em nói không đúng không chuẩn thì cái đó là ok, không sao hết, tại vì em không có nổi tiếng, em bình thường. Còn ca sĩ Nguyên Vũ là một người nổi tiếng nhưng mà chơi như vậy nó hơi bị mà chơi dơ, người ta gọi là chơi dơ đó. Tốt nhất là anh hãy im lặng và giờ đi luôn đi, chứ đừng bao giờ mà để cho người ta ghi âm mà người ta nói lên những cái câu nói mà anh nói là tụi nó không tốt đồ này kia, nói xấu hồng loan hồng đi đấy. Cái ghi âm bà bị sao bà còn để kìa đó, anh muốn nghe thì tôi đưa lại cho anh nghe để anh biết. Tại vì anh cũng không dám lên tiếng để nói nữa, tại vì anh có nói, tại vì anh có nói với bà bị sao như vậy, anh đâu có dám đứng lên để biện minh đâu, thì anh có nói, thì anh có nói xấu mà đó, có nói xấu hồng loan hồng đi. Cho nên là phiên anh một điều là anh đừng bao giờ nói bất cứ thứ gì nữa đó. Anh giờ đi một cách im đẹp thì nó sẽ im lặng với anh. Còn khi mà anh lên tiếng anh nói một hai câu một lần hai lần nữa thì tụi tôi có quyền để lên nói về anh đấy. Chứ mình là một cái ca sĩ nổi tiếng thì mình đừng bao giờ mà nói xấu họ, tại vì mình đang đẹp mà mình nói xấu họ là mình là người xấu rồi. Một người ca sĩ mà đi lương lẹo nói dốc nói láo vậy đâu được, chơi với người ta xong nói xấu người ta, chỉ một câu như vậy thôi là mình đã ngại rồi đó anh. Cho nên là tốt nhất là anh dời xa luôn đi, anh đừng bao giờ mà lên tiếng nói nữa. Tại vì anh bị bà Mười Xào gài hay gì tôi không cần biết, đúng không? Gài hay không mà, tại vì anh đâu phải là cái người mà giống như bà Mười Xào đâu mà phải qua lại với bà này, đúng không cô chú? Bà Mười Xào bả là một cái người mà lương lẹo hồi đó giờ rồi, bả cũng ghi âm ca sĩ mà Nguyên Vũ nè, giờ ca ghi âm cái anh Hai Bóng nè, đó hai bàn thờ để anh đưa lên cho mọi người nghe rồi. Đó, đâu phải bà này là người tốt đâu. Một cái con già dơ bẩn, một cái người phụ nữ điếm thúi, một cái người xấu xa. Đấy, lên toàn là nói người ta, chửi người ta không. Và cuối cùng người ta lên tiếng người ta nói thì lại mà thưa kiện, đòi thưa kiện người ta. Thì cô chú thấy không? Không có nhân cách cô này rất là thối tha, đê tiện. Đó, cô ta được gì đó. Còn cô giỏi thì cô chạy lên cô lấy lại một cái cặp đôi bông và một cái vòng tay đi. Hồng Loan trả cho cô kìa. Cô lên cô lấy lại đi. Chứ đừng bao giờ mà, bởi vậy em thấy rằng là cái loại mà cho rồi mà đòi lại không mà cô chú, không có hay, không có đẹp. Mình cho trước khi mình suy nghĩ trước. Một khi mình đã cho người khác rồi thì cái món đồ đó không thuộc về mình nữa, hiểu không? Mình coi như nó đã rời xa tầm tay mình rồi, là mình đừng nghĩ tới nó nữa. Đó mới là một cái cách cho, thấy không? Cái chữ cho nó không bằng cách cho. Người ta nói như vậy đó, cái chữ tao cho mày nhưng mà không bằng cách cho đó. Cách cho như thế nào gọi là mà một cái cách cho mà người ta muốn nhận, thấy không? Cho là thật tình cho, còn cái này cho xong mà đòi lại là này không có thật tình, không có trung thực. Con người như vậy, tránh xa những người như vậy nha, họ không có tốt đấy. Nói thiệt, những người mà cho rồi mà đòi lại là những cái loại người đó không có tốt, không có, xã hội này không ai tôn trọng những người như vậy. Thì các bạn chơi với họ đi, một ngày nào đó thì họ cũng như vậy thôi, chơi với bạn sau này nói xấu giống như đó. Đơn giản ca sĩ Nguyên Vũ thôi, một người nổi tiếng như vậy và chơi thân với Hồng Ni với Hồng Loan như vậy, cuối cùng đứng lên nói xấu Hồng Loan, thấy không? Một cái người nổi tiếng luôn đấy chứ không phải là một người bình thường đâu. Như bà Bảy Màu thì bình thường, bà không có nổi tiếng, bà muốn nói xấu em bà nói xấu, cái đó mình nói lại bà được. Còn riêng một cái người mà nổi tiếng như ca sĩ Nguyên Vũ thì làm cái chuyện như thế này là rất là sai. Nói chung là em phiên anh ca sĩ Nguyên Vũ tốt nhất là không cần phải nói gì và im lặng và ra đi luôn một cách cho nó đẹp đẽ đi, cho người ta khỏi nhắc đến anh. Tại vì anh cũng giúp cho Hồng Loan những cái này đi cái kia thì cũng có rồi, nói chung là cũng cảm ơn anh. Nhưng mà giúp đỡ người thì đừng bao giờ mà mình nói xấu đó, thấy không? Hôm nay em không có nói mọi người, nhưng mà hôm nay Hồng Ni đã lên tiếng nói thì em nói cho mọi người nghe như vậy thôi đấy. Một người nổi tiếng như vậy còn lên nói xấu, đừng có nói chi hai bàn thờ đấy. Một người người ta tin tưởng luôn đó, lúc nào tụi em cũng đi chạy theo quay, giống như mà nói chung là quay bất chấp luôn á. 12 giờ đêm mà còn kiếm đi quay đó mọi người, hình ảnh tưởng nó đẹp lắm nhưng mà cuối cùng không đẹp, không có đẹp thật sự mà nói đấy. Không phải là mình xúc phạm đến anh ca sĩ Nguyên Vũ, nhưng mà anh chơi không có đẹp, sống như vậy là không có tốt. Cho nên là mình coi lại cái nhân cách mình đi, chứ đừng để những kẻ như em mà đứng lên nói nó không hay.
đó. Còn Mami sao là một cái bà lương lẹo rồi thì cô chú cũng biết nè. Hai bà cũng nói chuyện nhưng mà cuối cùng bà ghi âm lại, bà đưa lên thôi, bà nói xấu ra đó. Bà này là chuyên gia gà bẫy mà, gà bẫy ai mà mê nái là dính bẫy với bà này liền. Chắc có lẽ là hai bàn thờ với anh ca sĩ này đó là mê cái bà bảy màu này, cho nên mới dính bẫy bà này. Chứ thật sự ra dễ gì, trời đất ơi, mình biết người ta quay xe rồi mà mình đang mà đi theo. Bây giờ em đi theo Hồng Loan với Hồng Ly rồi, em biết người đó quay xe đi, không lẽ em đi qua em nói chuyện với người đó để ta quay ghi âm, đúng không cô chú? Không sao được, mà em là người nổi tiếng nữa, em là ca sĩ nữa, cái thương hiệu em có, tự nhiên nói chuyện với cái bà như này không ra gì. Cái bà mà đứng ra nói xấu người ta thì sao mà đứng ra nói được mọi người, phải không? Bởi vậy mình đừng bao giờ mà tin ai hết, ngoài bản thân mình là như vậy đó. Còn cô Sáu hôm nay sao? Cô Sáu hôm nay cũng không có mặt à, tại mà cái buổi tiệc chia ly của anh Hài Lê Tiến đó, buổi tiệc chia ly là nói chung là buổi tiệc á mà để mà họp fan xong rồi chia ly luôn á mọi người, là chia tay để ảnh về mễ đó. Thì mọi người cứ chờ đi, em nói cái gì mà không có sai đâu cô chú. Bây giờ anh Hài Lê Tiến á ở đây thì ảnh nhịn mọi người thôi, tại vì ảnh quá nhỏ con, ảnh cuộc đời ảnh quá nhỏ bé cho nên ảnh nhịn thôi. Rồi về Mỹ đi, rồi ảnh sẽ cho mọi người thấy là vợ chồng Linh Tý với Bích Trâm á, coi chừng anh Hài Lê Tiến về Mỹ đi rồi sẽ biết đó. Không bao giờ mà anh bỏ qua đâu, trời, ảnh là BD, hiểu không? BD thì nói chung là lúc nào mà cũng mà giận dai thù dai lắm mọi người đấy, những người BD có tánh vậy đó, giống như hai bóng rồi đó mọi người. Ai nói ảnh thù dai lắm, trời. Bởi vậy mới cái gì mà em nói thì mọi người chờ thử đi coi có không. Giống như em nói là Hậu Le Le mà bây giờ chuẩn bị đang tìm đường để hại Hồng Ly thì cô chú hãy chờ đi đó. Cô ta này không có đứng lên nói đâu, không có đứng lên đó, nhưng mà sau lưng cô ta là rất là nhiều người là làm những cái chuyện đó đấy, phải không cô chú? Đó thì thôi, video em nói đến đây thôi. Em xin kết thúc cái video nha cô chú. Chúc cho tất cả các cô chú một ngày mới thật là vui. Nói chung là hôm nay nói về câu chuyện bộ răng đó, là trả bộ răng, là cô kia cũng trả tiền, nhưng mà thật sự ra là không nên trả tiền, thì mình lấy cái tiền đó để dành mà mình trả lại bộ răng, mình làm bộ răng mới cho Hồng Loan. Hồng Loan cũng làm rồi đấy, thì em cũng muốn nói cho mọi người biết và anh Hài Lê Tím và cái chuyện bộ răng của Hồng Loan đó, là những câu chuyện trong ngày hôm nay. Thì đến đây em cũng xin kết thúc cái video. Chúc cho mọi người một ngày mới thật là vui và hạnh phúc nha.